Quý vị đang theo dõi bản tin dịch COVID-19 trên kênh FBNC. Bản tin trưa ngày 23 tháng 5 có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tại Việt Nam, số ca mắc COVID-19 tại khu công nghiệp tiếp tục tăng mạnh. Bệnh nhân 5046 có lịch trình di chuyển, tiếp xúc phức tạp, khai báo không trung thực. Hải Dương, các ca mắc COVID-19 mới có lịch trình phức tạp, thường xuyên đến các điểm đông người. Tại Hà Nội, phong tỏa tạm thời tòa nhà Park 11, Park Hill do có ca mắc COVID-19 mới. Trên thế giới, người dân Ấn Độ buộc phải khám chữa COVID-19 trong các cơ sở kém chất lượng. Tại Campuchia, phát hiện ổ dịch mới ở thị xã Ba Vét, tỉnh Sê Riêng. Đài Loan ghi nhận hơn 700 ca mắc COVID-19 mới. Bản tin trưa ngày 23 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết đã có 22 ca mắc COVID-19 trong nước, riêng Bắc Giang có 11 ca, 7 ca tại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều là F1 đã cách ly trước đó. Hải Dương có 3 ca và Đà Nẵng có 1 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc mới như sau. Bệnh nhân số 5120 đến 5122 ghi nhận tại tỉnh Hải Dương. 1 ca là F1 của bệnh nhân 5038, 2 ca đang được điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 22 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 5123 đến 5129 ghi nhận tại bệnh viện ca cơ sở Tân Triều là các ca F1 đã được cách ly trong bệnh viện từ trước. Bệnh nhân 5130 đến 5140 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung. Kết quả xét nghiệm ngày 19 đến ngày 22 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân 5141 ghi nhận tại thành phố Đà Nẵng là nữ, 16 tuổi, địa chỉ tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, là F1 của bệnh nhân 4252 được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 22 tháng 5 dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, tính đến 12 giờ ngày 23 tháng 5, nước ta có tổng cộng 5141 ca mắc COVID-19, số ca chữa khỏi là 2721 ca, 41 ca tử vong. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 2088 ca. Tính từ ngày 27 tháng 4 đến sáng ngày 23 tháng 5, ổ dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng có tổng cộng 1.255 người mắc, hầu hết các ca mới thuộc diện đã cách ly. Những ngày qua, Bắc Giang và Bắc Ninh là điểm nóng về dịch COVID-19 với số ca nhiễm tăng cao mỗi ngày. Điều này đặt ra việc phòng chống dịch tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn cả nước nói chung, hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh nói riêng phải được thực hiện một cách nghiêm túc, triệt để. Nếu không có các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 quyết liệt, thì rất dễ hình thành các ổ dịch lớn, nguy cơ lây nhiễm chéo cao. Bởi do đặc thù cùng làm việc trong một môi trường kín, lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất di chuyển về các khu ký túc xá cùng thời điểm, sinh hoạt trong các nhà trọ chật chội, đông đúc, các dịch vụ phục vụ đời sống sinh hoạt công nhân dày đặc. Trước tình hình trên, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa có văn bản yêu cầu các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Đà Nẵng phải tổ chức thực hiện quản lý giám sát tốt ở khu cách ly tập trung, kết hợp tăng tốc xét nghiệm, tuyệt đối không để lây chéo, rút kinh nghiệm xây dựng sổ tay phòng chống dịch COVID-19 tại các khu công nghiệp. Sau khi phát hiện 2 ca mắc COVID-19 mới tại Thanh Hóa là các ca bệnh 5046 và 5086, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khẩn trương thực hiện công tác khoanh vùng, truy vết, cách ly các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm dịch. Đáng quan tâm là qua truy vết, bệnh nhân 5046 có lịch trình di chuyển, tiếp xúc rất phức tạp, khai báo không trung thực, gây khó khăn cho công tác khoanh vùng, kiểm soát nguồn nguy cơ lây nhiễm bệnh. Cụ thể, lịch trình ban đầu của bệnh nhân 5046, sinh năm 1996, làm nghề xây dựng tự do tại Hà Nội, được công bố như sau. Lúc 10 giờ ngày 19 tháng 5, bệnh nhân bắt xe Tùng Lâm từ Hà Nội về huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xe đến thị trấn Thiệu Hóa lúc 13 giờ 30 phút. Sau khi xuống xe, bệnh nhân vào thuê phòng nghỉ tại nhà nghỉ Trường An, thị trấn Thiệu Hóa. Trong hai ngày 19 và 20 tháng 5, bệnh nhân đã rủ bạn đi ăn cơm, ăn nhà hàng tại một số địa điểm trên địa bàn huyện, sau đó gọi điện cho anh trai đến đón về nhà tại xã Tiểu Phúc, huyện Thiệu Hóa. Khi về nhà, bệnh nhân có biểu hiện ho và nôn ra máu nên được anh trai chở đi khám bệnh tại bệnh viện đa khoa huyện Thiệu Hóa, sau đó lại về nhà. Đến 13 giờ ngày 21 tháng 5, bệnh nhân được anh trai chở bằng xe máy xuống bệnh viện Phổi Thanh Hóa khám và nhập viện điều trị. Nhận được thông tin, CDC Thanh Hóa đã lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả là dương tính vào chiều ngày 22 tháng 5. Hiện các ngành chức năng tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương truy vết các F1 và F2 của hai ca bệnh nói trên, đồng thời quyết liệt thực hiện các biện pháp khoanh vùng, bao vây và kiểm soát dịch bệnh.
Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tỉnh Hải Dương ghi nhận 7 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 22 tháng 5. Trong số này có 6 người tại thành phố Hải Dương, 1 người tại huyện Ninh Giang và đã được cách ly tập trung trước đó. Điều tra dịch tễ cho thấy các bệnh nhân này có lịch trình di chuyển đến nhiều địa điểm như nhà hàng, chợ dân sinh, cửa hàng thẩm mỹ, phòng khám răng, ngân hàng trước khi được cách ly tập trung theo đúng quy định. Cụ thể, bệnh nhân 4.949 làm việc tại cửa hàng điện máy Huynh Mạc số 79 đại lộ Hồ Chí Minh đã từng đi ăn tại nhà hàng hải sản Vân Đồn ở số 216 phố Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương cùng vợ con và bố mẹ đẻ vào ngày 30 tháng 4. Ngoài thời gian làm việc tại cửa hàng, bệnh nhân này thường uống cà phê tại quán số 87 đại lộ Hồ Chí Minh và sau ngày 7 tháng 5 không uống trực tiếp tại cửa hàng mà mua cà phê về nhà nhưng tiếp xúc thường xuyên với vợ chồng chủ quán. Bệnh nhân 4.949 cũng thường xuyên đến giao dịch tại ngân hàng BIDV chi nhánh Thành Đông tại số 71 đại lộ Hồ Chí Minh. Bệnh nhân 4.950 hàng ngày đi chợ con ở phường Quang Trung, thành phố Hải Dương. Vào ngày 13 và ngày 20 tháng 5, bệnh nhân đến thẩm mỹ viện Mai Hoa ở ngõ 55 phố Hồng Quang. Bệnh nhân 5.038 hàng ngày chủ yếu ở nhà bán hàng. Ngày 16 tháng 5, bệnh nhân có biểu hiện sốt và đã tự uống thuốc tại nhà. Khoảng 17 giờ ngày 18 tháng 5, bệnh nhân đến phòng khám răng Nguyễn Thị Bình ở số 168 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương. Thỉnh thoảng buổi sáng bệnh nhân này cùng vợ đi từ nhà ở số 79 đại lộ Hồ Chí Minh đến hồ Bạch Đằng để tập thể dục. Liên quan đến ổ dịch này, các đơn vị đã lấy mẫu xét nghiệm cho 179 trường hợp F1, trong đó có 150 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, số còn lại đang chờ kết quả. Mới đây, Ủy ban nhân phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2 mới. Trường hợp này là một em học sinh 11 tuổi, sống tại tầng 15, tòa chung cư Park 11, Park Hill, khu đô thị Time City. Ngày 22 tháng 5, khi bệnh nhi này đến bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm dịch vụ, cho kết quả là dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, trường hợp này đã được chuyển cách ly tại Hải Phòng. Mẫu bệnh phẩm tiếp tục được chuyển đến CDC Hà Nội để xét nghiệm khẳng định, để chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh nhằm kiềm chế, ngăn chặn, kiểm soát hiệu quả sự lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường Mai Động đã tổ chức truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến ca bệnh. Cơ quan chức năng hiện đã phong tỏa tạm thời tòa Park 11, Park Hill. Toàn thể cư dân hiện đang sinh sống tại tòa nhà chung cư Park 11 không được rời khỏi tòa nhà kể từ 1 giờ 30 trưa ngày 23 tháng 5 cho đến khi có thông báo mới. Mọi hoạt động mua bán lương thực thực phẩm được thực hiện nghiêm ngặt, tuân thủ khử trùng. Riêng cư dân tầng 15 được yêu cầu ở tại trong nhà, không rời khỏi tầng 15 để đợi lấy mẫu xét nghiệm. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hôm nay thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cho 5,4 triệu cử tri thành phố đến bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, tất cả các cử tri đều được đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế trước khi vào khu vực bỏ phiếu và tuân thủ giãn cách. Các điểm bầu cử được trang bị đầy đủ các dụng cụ, thiết bị phục vụ công tác phòng dịch. Các cử tri thành phố được khuyến khích đi bỏ phiếu theo từng khung giờ khác nhau để đảm bảo yêu cầu giãn cách. Lực lượng công an thành phố được huy động 100% quân số, sẵn sàng ứng trực, đảm bảo an toàn trật tự tại các điểm bầu cũng như trên toàn địa bàn thành phố. Mới đây, Trường Đại học Y Hà Nội đã cử một nhóm nghiên cứu đồng hành đến giám sát sự biến đổi gen của virus SARS-CoV-2 qua các đợt dịch và các vùng miền. Đây là đề tài khoa học cấp nhà nước nhằm xác định và phát hiện đột biến chủng virus để đánh giá nguy cơ của dịch bệnh. Thực tế cho thấy virus SARS-CoV-2 có đột biến gen xảy ra nhanh hơn so với các chủng virus cúm khác. Hơn nữa, đã xuất hiện các chủng virus SARS-CoV-2 có tốc độ lây truyền nhanh hơn, có thể gây bệnh nặng hơn và giảm hiệu quả dự phòng của một số loại vaccine đã được cấp phép sử dụng hiện nay. Về dịch tễ học, mỗi đợt dịch bệnh ở Việt Nam đều có những chùm ca bệnh đặc trưng. Việc điều tra dịch tễ học để xác định đặc điểm các ca bệnh, đặc điểm lây truyền và các yếu tố nguy cơ bùng phát bệnh là rất quan trọng để cung cấp bằng chứng và cái nhìn chính xác hơn về nguy cơ dịch bệnh để có thể giúp nâng cao hiệu quả dự phòng bệnh tại Việt Nam. Hiện Việt Nam đã ghi nhận nhiều biến chủng khác nhau, trong đó có 2 biến chủng của Ấn Độ và Anh. Nguy cơ lây nhiễm cho người tiếp xúc gần lên đến từ 40 đến 70%. Việc triển khai đánh giá đột biến gen của SARS-CoV-2 tại Việt Nam là rất cấp bách và cần thiết, đáp ứng nhiệm vụ trọng tâm trong công tác kiểm soát và phòng chống dịch bệnh COVID-19 ở nước ta trong giai đoạn hiện nay. Đại dịch COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại Ấn Độ, trong đó người dân mắc bệnh tại các làng quê nghèo đang phải đối mặt với tình trạng buộc phải khám chữa bệnh trong các cơ sở y tế kém chất lượng. Thậm chí, những người trực tiếp khám chữa bệnh cho các bệnh nhân còn không đủ chuyên môn và chưa được cấp bằng bác sĩ. Tại một ngôi làng gần thủ đô New Delhi, một cựu nhân viên bệnh viện dù không được đào tạo chuyên ngành bài bản lại đang điều hành một phòng khám nhỏ. Điều này khiến cho người dân rất lo lắng vì cơ sở hạ tầng ở đây rất yếu kém. Tình trạng thiếu vật tư y tế khiến cho nhiều người dân muốn xét nghiệm nhưng không đủ điều kiện để thực hiện.
tại làng Ba Seul, cách thủ đô khoảng 60 cây số. Một người dân có tên là Ashok cho biết, người dân trong làng của anh đang rất hoảng sợ, nhưng chỉ biết ở trong nhà vì không có bệnh viện. Anh nghi ngờ rằng trong những ngày gần đây đã có 15 người chết. Anh Ashok kể lại, anh đã đưa một bệnh nhân có triệu chứng là bị sốt đến một phòng khám do một cụ trợ lý của bác sĩ điều hành. Người này đã chuyển bệnh nhân từ giường này sang giường khác chỉ để khám và sau đó còn truyền dịch đường tĩnh mạch khi được yêu cầu. Một người dân khác thì cho biết, cả ngôi làng này không có một bệnh viện, không có bác sĩ và cũng không có một phòng khám nào đủ vật tư y tế. Từ đầu tháng 5, Ấn Độ đã khiến cả thế giới phải kinh hoàng khi liên tục ghi nhận hơn 400.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Tuy nhiên, những ngày gần đây, con số ấy đã giảm bớt, còn khoảng là 250.000 ca mỗi ngày. Dù vậy, đây vẫn là một con số rất cao so với phần còn lại của thế giới. Tình hình dịch bệnh tại Thái Lan vẫn tiếp tục diễn biến khó lường. Vào sáng ngày 23 tháng 5, đất nước Chùa Vàng tiếp tục ghi nhận thêm hơn 3.300 ca mắc mới và 17 ca tử vong do đại dịch COVID-19. Trong số hơn 3.300 ca mắc mới, có hơn 2.900 ca nhiễm trong cộng đồng và 460 ca nhiễm trong các nhà tù. Như vậy, tính đến sáng ngày 23 tháng 5, Thái Lan ghi nhận tổng cộng hơn 129.500 ca mắc và 776 ca đã tử vong. Còn tại Campuchia, sau khi dịch bệnh ở thủ đô Phnom Penh có dấu hiệu lắng xuống, thì các vùng khác tình hình lại không được khả quan như vậy. Vào sáng ngày 23 tháng 5, chính quyền tỉnh Say Rieng đã ghi nhận 96 ca nhiễm COVID-19 mới. Họ đều là công nhân của đặc khu kinh tế Ba Vét. Giám đốc Sở Y tế ông Kerata cho biết, bệnh nhân số 0 là một người đàn ông vận chuyển rau từ tỉnh Say Rieng đến chợ Duamkor ở thủ đô Phnom Penh. Người đàn ông này thừa nhận anh đã lây cho vợ mình và vợ của anh đang làm việc trong một nhà máy Ba Vét có tên là Yuli. 871 công nhân tại nhà máy Yuli sau đó đã được cách ly lập tức và đi xét nghiệm, và sau đó 96 người được kết luận là đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông Ratha kêu gọi bất kỳ ai có tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với cặp vợ chồng hoặc công nhân tại nhà máy phải đi xét nghiệm COVID-19 ngay lập tức, đồng thời phải có các biện pháp tự kiểm dịch. Diễn biến dịch bệnh tại Đài Loan đang có xu hướng ngày một xấu đi. Vào ngày 22 tháng 5, bên cạnh hơn 300 ca mắc cộng đồng vừa mới ghi nhận, hòn đảo còn bổ sung thêm gần 400 trường hợp còn sót lại trong các mẫu xét nghiệm từ nhiều ngày trước đó, nâng tổng số bệnh lên 700 ca. Trong số ca mắc tăng thêm thì có 2 người tử vong. Lý do số ca bệnh tăng vọt được Trung tâm Chỉ huy Dịch bệnh Đài Loan giải thích là do các mẫu bệnh phẩm thời gian trước bị tồn động, trong khi giờ đây năng lực xét nghiệm đã được nâng cao. Các số liệu về ca bệnh cộng đồng từ ngày 16 tháng 5 đến nay được điều chỉnh tăng thêm từ gần 40 ca tới hơn 90 ca. Sau khi đính chính số liệu, chỉ trong vòng 7 ngày kể từ hôm 16 tháng 5, hòn đảo này đã thêm 2.365 trường hợp mắc COVID-19, đưa tổng số ca bệnh tại Đài Loan lên 3.862 người, trong đó có 17 ca đã tử vong. Tại khu vực châu Âu, sau khi được Liên minh châu Âu thông qua chứng chỉ COVID-19 kỹ thuật số, chính phủ Hy Lạp cho biết chứng chỉ này sẽ được bắt đầu cung cấp cho công dân Hy Lạp kể từ ngày 1 tháng 6. Giới chức Hy Lạp nhấn mạnh, thẻ tiêm chủng đã được thực hiện các bước bảo vệ chống giả mạo bằng chữ ký điện tử và mã QR. Đồng thời, những công dân Hy Lạp được tiêm chủng đã được cấp giấy chứng nhận tiêm chủng kỹ thuật số. Hy Lạp cũng là quốc gia đầu tiên đưa ra sáng kiến là hộ chiếu vaccine tới EU nhằm cứu vãn mùa du lịch hè năm 2021. Thông báo của Hy Lạp được đưa ra sau quyết định của Liên minh châu Âu thông qua chứng chỉ COVID-19 kỹ thuật số của EU vì đã được thỏa thuận về loại chứng chỉ này trước thời điểm mùa du lịch hè sắp tới, cho thấy những nỗ lực của EU trong việc thúc đẩy các hoạt động phục hồi ngành du lịch đang gặp nhiều khó khăn do đại dịch. Việc thông qua chứng chỉ đã tạo ra tiền đề cho các quốc gia đẩy nhanh kế hoạch tiêm chủng và khởi động trở lại các hoạt động du lịch cũng như phục hồi kinh tế. Chứng chỉ COVID-19 kỹ thuật số của EU là xác nhận điện tử cho biết một người đã được tiêm chủng ngừa COVID-19, đã có kết quả xét nghiệm làm tính hoặc đã hồi phục sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dịch COVID-19 của MBNC. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những diễn biến mới nhất của đại dịch trên thế giới và tại Việt Nam trong các bản tin sau của MBNC. Quý vị hãy đăng ký kênh và theo dõi nhé!